Ở đây là củ lao rất là đẹp, rất là cực kỳ là tươi đẹp. Và phía bên phải các bạn đã nhìn thấy là sông Tiền. Mến chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn Xây Vin. Và tôi là anh Tuấn, chuyên gia về xây dựng tại Việt Nam. Ở trong buổi hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn tổng thể cảnh quay cực kỳ hoành tráng về con sông Mekong chảy qua địa phận Việt Nam của chúng ta. Thì đôi nét về con sông Mekong. Sông Mekong là một trong con sông lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng, chảy qua vùng Vân Nam Trung Quốc và qua các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông tại Việt Nam. Ở tại Việt Nam thì con sông chia làm hai nhánh, nhánh bên phải thường hay gọi là Hậu Giang hay là sông Hậu, và nhánh bên trái là sông Tiền Giang hay là sông Tiền. Thì cả hai thì đều chảy vào khu vực đồng bằng châu thổ rộng lớn ở Nam Bộ Việt Nam. Đối với Việt Nam, sông Mekong có vai trò cực kỳ đặc biệt, nuôi dưỡng hai vùng kinh tế trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Mời các bạn theo dõi video chúng tôi quay toàn cảnh toàn bộ con sông Mekong chảy qua Việt Nam với những cảnh quay cực kỳ hoành tráng và chi tiết bằng công nghệ rất là hiện đại, tối tân và lần đầu tiên chúng tôi phát triển tại Việt Nam. Ở máy bay đang ở ngoài Biển Đông và hướng tới điểm đầu tiên của sông Mekong đổ ra biển. Đây là Cửa Đại là cái điểm sông Mekong đổ ra biển tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Các bạn đang nhìn thấy đây là cái cửa sông đầu tiên của sông Mekong đổ ra biển thuộc tỉnh Bến Tre của Việt Nam. Phía trước chúng ta là cù lao Thới Trung. Ở đây là một cái cù lao rất là đẹp, rất là tươi đẹp, mà là một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng cho các bạn đến đây du lịch khám phá sông nước mênh mông. Cù lao Thới Trung thì tại xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Máy bay đang bay dọc theo sông Mekong. Sông Mekong đoạn này hay còn gọi là sông Tiền. Đoạn này thì sông Mekong chảy qua tỉnh Bến Tre và có tên gọi là sông Tiền. Phía bên phải các bạn đang nhìn thấy đây là một nhánh của sông Mekong. Phía trước chúng ta là cù lao Tam Hiệp. Ở đây là cù lao rất là đẹp, rất là cực kỳ là tươi đẹp. Và phía bên phải các bạn đang nhìn thấy là sông Tiền. Sông Tiền là một cái nhánh của sông Mekong. Đoạn này thì sông Mekong chảy ra làm hai hướng. Đoạn này thì sông Mekong chia làm ba hướng. Và cái phía, cái cồn phía bên trái chúng ta đã nhìn thấy cái phía nhỏ là cồn Phụng. Và phía bên phải cồn lớn là cù lao Thới Sơn. Máy bay đang bay qua cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu là cầu bắc qua quốc lộ 60, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Phía trước chúng ta là cầu Rạch Miễu 2. Cầu Rạch Miễu 2 là cầu đang được xây dựng, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Phía bên trái chúng ta đang nhìn thấy là bến phà Rạch Miễu. Và chúng ta đang đi vào khu vực sông Tiền, sông Mekong đoạn này có tên là sông Tiền. Và phía bên trái, cái nhánh sông phía bên trái chính là sông Hàm Luông. Ở sông Hàm Luông là thuộc tỉnh Bến Tre. Phía bên trái chúng ta đang nhìn thấy chính là chợ Lách của Bến Tre. Đây là một khu vực sông nước miệt vườn rất là tươi đẹp. Các bạn đang nhìn thấy phía cù lao to lớn ở bên phải chính là Tân Phong Tiền Giang của tỉnh Tiền Giang. Và đoạn này thì sông Mekong đi vào tỉnh Vĩnh Long. Cái phía bốn éo này chính là thuộc tỉnh Vĩnh Long. Các bạn đang nhìn thấy cồn Đồng Phú của tỉnh Vĩnh Long. Cảnh sông nước rất là tươi đẹp.
đến đây thì sông Mekong chia ra làm hai ngả, và phía bên dưới chính là Cù Lao, An Bình. Đây là hai cây cầu nổi tiếng. Cây cầu đầu tiên là cây cầu Mỹ Thuận bắc qua quốc lộ 1A, và cây cầu thứ hai là cây cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Và hiện nay thì chúng ta có các đoạn tuyến đường cao tốc, đó là thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ thì đã hoàn thành. Đoạn này thì cảnh đẹp, cảnh rất là đẹp, và sông Mekong đã bắt đầu đi vào tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là một cái địa phương mà rất là thiên nhiên, được ưu ái, sông nước mênh mông, cảnh rất là đẹp. Phía dưới các bạn đang nhìn thấy chính là Sa Đéc của Đồng Tháp. Đây là khu vực có cái tràng chim nổi tiếng. Đoạn này dòng sông đi uốn éo rất là đẹp. Các bạn đang nhìn thấy phía dưới là cầu Cao Lãnh của Đồng Tháp. Đây là một cái cây cầu rất là đẹp. Phía dưới chúng ta là cồn Thuận Đông. Cồn Thuận Đông cũng là một cái cồn rất là tươi đẹp. Và phía bên trái chúng ta là chợ đất sét, một cái địa danh rất là nổi tiếng. Đoạn này thì sông Mekong được chia làm nhiều nhánh. Và đi uốn éo. Khung cảnh rất là tươi đẹp, hoành tráng. Ở đoạn này thì sông Mekong được chia ra làm hai, một hướng thì đi vào Đồng Tháp. Phía trước chúng ta là biên giới với Campuchia để kết thúc cái dòng sông Mekong chảy qua Việt Nam. Các bạn đang nhìn thấy cửa khẩu phía dưới là cửa khẩu Thường Phước, cửa khẩu giữa Việt Nam và Campuchia. Ở chặng này thì máy bay sẽ hạ thấp độ cao, bay độ cao thấp để các bạn nhìn thấy chi tiết hơn một số địa danh nổi tiếng mà dòng sông Mekong đi qua. Phía trước chúng ta, phía bên trái là khu vực Cồn Phụng của tỉnh Bến Tre, và phía bên phải là Cù Lao Thới Song. Đây là hai cái địa điểm rất là nổi tiếng, rất là tươi đẹp của tỉnh Bến Tre. Và phía trước chúng ta là cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu là cây cầu bắc qua quốc lộ 60 nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.
Tiếp theo, phía bên trước chúng ta là cầu Dịch Miễu 2. Cầu Dịch Miễu 2 là cầu đang được xây dựng để nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Đây là khu vực Tân Phong của tỉnh Tiền Giang. Đoạn này thì nhánh sông Mekong được rẽ ra làm đôi, làm hai. Phía bên phải là một nhánh nhỏ của sông Mekong. Ở trận này thì máy bay sẽ bay theo cái hướng sông nhỏ của sông Mekong. Và các bạn đang nhìn thấy phía bên phải là chợ nổi Cái Bè. Chợ nổi Cái Bè là chợ nổi rất nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang. Đây là đoạn sông nhỏ để mà sông Mekong rẽ ra. Phía trước chúng ta là hai cây cầu nổi tiếng là cầu Mỹ Thuận bắc qua quốc lộ 1A và tiếp theo là cầu Mỹ Thuận 2. Cầu Mỹ Thuận 2 là cầu nối liền cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Đây là hai cây cầu rất là đẹp. Đoạn sông này uốn éo cực kỳ là đẹp. Và đây là cầu Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cầu Cao Lãnh cũng là một cây cầu cực kỳ đẹp của tỉnh Đồng Tháp. Phía trước chúng ta là biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Các bạn đang nhìn thấy phía bên phải là cửa khẩu Thường Phước.
rất nhiều tàu bè đi ở khu vực này. Ở phía bên trái là bến đò Vĩnh Sương. Có thể nói khu vực cửa khẩu này với dày đặc các cái tàu thuyền đi qua khu vực này. Và hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại đây.